Hôm nay là ngày thứ hai mình ở Virginia Beach. Thì bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi, 10 giờ rưỡi sáng. Tụi mình mới ngủ dậy, mới ăn sáng xong nên là bây giờ mình mới đi xuống dưới chuẩn bị mình đi coi cá. Thì bây giờ mình đi coi, cái lịch của mình hôm nay là mình sẽ đi coi cá trước, xong rồi coi cá xong mình sẽ quay về lại khách sạn. Rồi khoảng chừng 3 giờ chiều thì tụi mình đi xuống dưới tắm biển. Rồi đi xuống tắm biển xong rồi tụi mình sẽ đi ra quầy một cái chỗ mà nó dẫn nó có đi ra tàu, thì cái đó là mình chưa đi bao giờ. Nhưng mà nghe mọi người trong nhà thì bạn là sẽ đi cái đó. Thì sẽ đi ra lên một cái tàu đó, đi ra ở quầy khơi coi cá heo trực tiếp vừa biển luôn. Là cá heo nó ở dưới biển luôn, mình ngồi trên tàu mình coi nó diễn. Đó, rồi bây giờ thì tụi mình chuẩn bị đi coi cá. Rồi ok, mọi người đi theo mình nha. Rồi. Cái cửa để vô đó, mình đậu xe nó ra. Rồi bây giờ mình tới chỗ coi cá rồi nè. Thì chỗ này nó cũng rộng lắm nè, bao quanh của nó là có cái bờ hồ nữa kìa. Rồi bãi đậu xe của nó rất là rộng luôn á, lớn lắm, có hàng cây hàng bông. Đó, đây là mọi người bạn đồ của mình đi chung. Thì cái chỗ coi cá này là cái chỗ nó có để kìa, và chi nhà Aquarium đó. Đó, thấy không, nó để đó đó. Ở đây là rùa, là nó là một cái động vật rất là quý hiếm. Nếu mà mình đi biển mà mình câu được rùa là mình phải thả lại xuống nha. Đó, và chi nhà Aquarium á. Đây là con gái của mình. Disney ơi. Disney. Disney ơi. Đây đây con. Ở đây thì nó cách cái chỗ mà cái khách sạn mình ở đó là khoảng chừng 4 mai à, nó cũng gần lắm, chạy xe cái tí xíu là tới rồi. Quan cảnh của cái chỗ coi cá. Kia là những người đẹp đang đi sau. Sao mình giống y như là hướng dẫn viên du lịch của y trời. Đáng nữa mọi người phải hùng tiền vô trả nha. Trả tiền hướng dẫn viên du lịch nha. Hả? À, thì mình giống hướng dẫn viên du lịch quá. Mình rất là ghiền mấy cái cá mấy này ha. Nhà mình rồi mình cũng rất là nuôi cá rất là nhiều. Mình mê lắm. Cực kỳ mê về cá, về thú luôn. Bắt đầu vô cái cổng của nó nè, nó cũng có để nguyên cái hồ cá lớn nè. Bắt đầu mình vô nè, giờ ngay đây là nó cũng có cái hồ rồi.
còn em mấy con cá gì đây. Chưa thấy cá, mình nghĩ chắc cá heo quá. Wow. Bự quá. Đây nè. Nó có lông nữa à. Thôi mình đi vô bên trong đi. Bây giờ mình sẽ đi vô bên trong. Đi vô trong của nó nè. Đi vô trong mình quay ở trong nó đẹp hơn. Ở dưới Maryland mình cũng có đi câu cá rồi. Mà năm nay thì mình không có đi câu cá chỗ đó nữa, tại vì mình đi câu cá ở đây thôi. Mình đi câu cá đó nữa mình cũng không có thời gian. Con mình nó cũng rất là thích cá. Cái hồ này nó lớn lắm, nó sâu lắm. Rồi, let's go. Ôi, con rùa đẹp quá. Trời. Con rùa đẹp quá, rùa nó bơi. Wow. It's a long-nosed gar. Great color. Oh, yeah. Take pictures. Oh, that's cool. An turtle. Oh, này giống như là con cá quá tiễn mà bên Việt Nam tụi mình hay nuôi nè. Bên Việt Nam kêu cá quá tiễn á. Đó. Đẹp quá. I'm behind here. Ồ, cái này là con cá thiệt nè, nó phơi khô nè. Ồ, phơi khô quá. Nó bự quá. Phơi khô cái đầu của nó nè. Coi con thằng lằn kìa đó, con thằng lằn đó. Nó bự quá. Cái chuồng của nó ở. Con dragon. Bên này nữa nè. Bên này ghê quá, con này ghê. Chui được luôn á. Ồ, người ta họ chui xuống kìa, đó người ta họ chui xuống. Rồi chui xuống chụp hình quay phim kìa. Wow, ghê quá. Wow, bây giờ đi vô trong coi. Wow. Có cá nè, quá trời cá luôn. Wow. Cá nè. Ở đây đông người quá, mình nói chắc cũng khó, hơi khó nghe. Wow. Cái chỗ này nó cũng nhỏ chứ nó không có lớn. Nó không lớn bằng ở chỗ Maryland. Ở tiểu bang Maryland nó lớn hơn. Đây nó vô tí xíu hết rồi. Cũng không có nhiều. Vô hết rồi. Đây nó nè. Ở trên này không biết nó
nó nuôi mấy con đầy ít quá, nhỏ là đây không biết nó nuôi con gì trong này. Ờ con nhím. Nhím hả? Ờ con nhím. Chị thấy nó xíu. Con này nó nhỏ xíu, nó nằm ở chỗ rồi. Con này như con rắn không ăn hay gì nè. Con rắn không mang nó ngủ rồi. Rồi. Cá nhỏ nhỏ không à. Đi vô câu gì vui chứ thật chắc nó cũng không có lớn gì lắm. Ở trong này nó nè. Hi. Này con. Rắn. Where is it? Oh, wow. So nice. I like this. Rồi con rắn nó có. Rồi ra rồi, hết rồi. Có nhiêu đó à? Hết rồi kìa. That's it. That's it. Nhiêu tiền hả? Vô đây hả? Chưa tính là đi tàu hả? Ồ, vậy biết. Profit 30. Vô đây với con kim 30. Ồ. Directly in front of the boat.
2 feet. So sometimes we'll encircle a group of fish, creating a bait ball, and then take turns swimming through to feed. Dolphins usually live in gender-based groups, so all the females are going to live together with the younger calves. Males also live in groups together of 2 to 3 individuals. So often if you're out in the wild looking at a group of dolphins and you see any little ones, this is typically going to be a female group. The younger ones are going to stay with their mothers and their aunts for the first 3 to 6 years until they're ready to go off to form a juvenile group.